kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình Việt Nam và Thế giới của Ban Truyền hình Đối ngoại Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm Văn hóa Tâm linh Bái Đính, nơi mà tôi đang ngồi đây, là nơi đã diễn ra một sự kiện quan trọng của Phật giáo Việt Nam và thế giới, Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak 2014. Phật giáo đồng hành cùng các mục tiêu thiên niên kỷ của Liên Hiệp Quốc là chủ đề chính xuyên suốt trong Đại lễ Phật đản Vesak 2014 này. Thông qua các hội thảo chuyên sâu, sinh hoạt Phật sự, nghi lễ tôn giáo và đặc biệt là hành động phụng sự, Vesak 2014 truyền tải thông điệp mạnh mẽ về nỗ lực chung của các giáo phái, hệ phái Phật giáo toàn cầu trong phụng vụ sự phát triển toàn diện bền vững của nhân loại. Sau lần đầu tiên tổ chức thành công vào năm 2008, Đại lễ Vesak năm nay tiếp tục được xem là một sự kiện đối ngoại quan trọng của Việt Nam, thể hiện sự hội nhập mạnh mẽ của Phật giáo Việt Nam đối với Phật giáo quốc tế, cũng như khẳng định vị thế và trách nhiệm của Việt Nam đối với Liên Hiệp Quốc. Và với ý nghĩa như vậy thì chuyên mục Việt Nam và Thế giới tuần này của chúng tôi sẽ dành thời lượng để cùng với khách mời chương trình phân tích và đánh giá về sự hội nhập của Phật giáo Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa đa diện hiện nay. Và xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn vị khách mời tham gia trong chương trình Việt Nam và Thế giới tuần này, Thượng tọa Thích Đức Thiện. Thượng tọa Thích Đức Thiện là Phó Tổng Thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tổng Thư ký Ủy ban Tổ chức Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak 2014. Xin cảm ơn Thượng tọa đã tham gia chương trình. Xin cảm ơn. Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak hay còn gọi là lễ Tam Hợp là ngày lễ kỷ niệm ba sự kiện quan trọng trong cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đó là đản sinh, thành đạo và nhập Niết Bàn. Năm 1950, Hội nghị Phật giáo Thế giới tổ chức lần đầu tiên tại Colombo, thủ đô Sri Lanka. Đại diện Phật giáo 26 nước thành viên đã thống nhất lấy ngày rằm tháng 4 âm lịch, tức ngày đản sinh của Đức Phật, làm ngày lễ Vesak. Ngày này hàng năm, hàng triệu Phật tử khắp nơi trên thế giới đều tổ chức các hoạt động văn hóa mang đậm tín ngưỡng Phật giáo, hướng tâm về Đức Phật, cùng phát nguyện thực hành giáo lý nhà Phật. Đức Phật Thích Ca là người phát hiện, dấn thân và chứng đắc để rồi truyền dạy cho chúng sinh con đường giải thoát với lòng từ bi vô lượng. UNESCO đã công nhận đạo Phật là tôn giáo của hòa bình. Đó là sự công nhận hệ thống tư tưởng giáo lý mang lại hạnh phúc và hòa bình cho nhân loại. Ngày lễ Vesak càng ngày càng được cộng đồng Phật tử trên thế giới biết đến và luôn luôn coi như là một ngày lễ rất quan trọng trong đời sống tâm linh, tôn kính Đức Phật Thế Tôn của những người Phật tử trên khắp toàn cầu. Năm 2001, Đại lễ Vesak được kỷ niệm lần đầu tiên tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York với sự tham gia của đại biểu đến từ 34 nước. Kể từ đó, mỗi năm, Liên Hợp Quốc đều tổ chức lễ kỷ niệm Đại lễ Vesak tại trụ sở ở New York và nhiều nơi trên thế giới, nhất là các nước có truyền thống Phật giáo lâu đời tại châu Á. Mỗi năm, đại lễ mang một chủ đề khác nhau. Việt Nam đã hai lần vinh dự được đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak vào năm 2008 và 2014. Vesak 2014 với chủ đề Phật giáo đồng hành cùng các mục tiêu thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc tổ chức tại Chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 5 năm 2014. Điểm nhấn của Vesak là chính chủ đề của Vesak Liên Hợp Quốc năm 2014, Phật giáo góp phần thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc. Điều này Ủy ban Tổ chức Quốc tế của Đại lễ và Giáo hội Phật giáo Việt Nam muốn nhắn gửi rằng quan điểm của Phật giáo, chủ trương của Đạo Phật là đồng hành, phụng sự nhân sinh. Tất cả các vấn nạn mà Liên Hợp Quốc quan tâm cũng chính là mối quan hoài của lãnh đạo Phật giáo trên toàn cầu. Tại lễ bế mạc ngày 10 tháng 5 năm 2014, Ủy ban Quốc tế tổ chức Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak đã giới thiệu tuyên bố Ninh Bình 2014. Theo đó, Phật giáo và tất cả các tăng ni Phật tử trên thế giới sẽ nỗ lực hết mình để đồng hành với 8 mục tiêu phát triển thiên niên kỷ mà Liên Hợp Quốc đề ra trong giai đoạn 2010-2015. Phật giáo cũng sẽ thông qua sự ảnh hưởng của mình để thúc đẩy hòa giải trong các cuộc xung đột và mâu thuẫn khu vực, trong đó có vấn đề Biển Đông, để duy trì hòa bình, an ninh quốc tế và thúc đẩy sự phát triển bền vững dựa trên nền tảng bảo vệ môi trường và quyền con người. Nhiều đại biểu đánh giá cao công tác tổ chức các lễ hội văn hóa và các hoạt động dâng cúng Đức Phật ở Vesak 2014 tại Việt Nam. Thưa Thượng
Thượng tọa Thích Đức Thiện, câu hỏi đầu tiên mà chúng tôi muốn dành tới Thượng tọa đó là Việt Nam là một quốc gia mà Phật giáo có ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống tâm linh của người dân. Vậy thì ngoài lý do này ra còn lý do nào khác nữa mà Việt Nam lại quyết định đứng ra đăng cai tổ chức Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak 2014 lần này ạ? Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc 2014 để cũng là một cái cơ hội để tăng ni Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam có được cái thời gian chúng ta kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh và cùng với cộng đồng Phật giáo trên toàn thế giới. Qua đó thì cũng thể hiện cái vai trò của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong cái xã hội hiện đại, thể hiện được cái sự hội nhập quốc tế của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, và đồng thời qua đó cũng thể hiện cái trách nhiệm của Việt Nam chúng ta đối với Liên Hợp Quốc. Dạ thưa Thượng tọa, về cái sự kiện Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc 2014 về sắc này được tổ chức tại Việt Nam với cái quy mô như vậy, với sự thành công như vậy thì nó có ý nghĩa như thế nào đối với Phật giáo Việt Nam nói riêng và đối với Phật giáo thế giới nói chung ạ? Rất là có ý nghĩa đối với Phật giáo Việt Nam. Bởi lẽ rằng là Phật giáo Việt Nam qua đó cũng thể hiện với bạn bè thế giới được biết là tăng ni Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam với cái truyền chúng ta gìn giữ được cái truyền thống, các cái pháp môn tu hành, các cái phương pháp tu tập trong cái sự chia sẻ với bạn bè Phật giáo thế giới, nhưng đồng thời cũng giới thiệu với bạn bè Phật giáo thế giới về một cái bản sắc văn hóa Việt Nam và Phật giáo Việt Nam. Bởi lẽ rằng Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc và qua đó cũng thấy được cái sự hội nhập của Phật giáo Việt Nam đối với đời sống xã hội. Và thấy được cái sự đóng góp của Phật giáo Việt Nam cho Phật giáo thế giới. Tất nhiên là Phật giáo Việt Nam thì qua đó cũng thể hiện cái sự đóng góp đối với Phật giáo đồ trên toàn thế giới vì một cái sự đoàn kết hòa hợp và chia sẻ giữa các truyền thống Phật giáo, và qua đó để Phật giáo đồ trên toàn thế giới hướng cái tâm mình đối với Đức Phật và làm nhiều việc vì một cái sự phát triển bền vững, hòa bình cho nhân loại. Thưa quý vị và các bạn, sau hai lần tổ chức thành công Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak vào năm nay và trước đó là năm 2008, thì Việt Nam đã khẳng định chính sách tự do tôn giáo đúng đắn, chính sách đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế của Đảng và Nhà nước, làm cho bạn bè và nhân dân thế giới thấu hiểu về đất nước và con người Việt Nam luôn yêu chuộng hòa bình, tự do, hòa hợp và đoàn kết. Đồng thời thì cũng góp phần nâng cao vị thế của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và vị thế của đất nước ta trên trường quốc tế. Trong suốt chiều dài lịch sử gần 2.000 năm tồn tại và phát triển trên đất nước Việt Nam, Phật giáo luôn gắn bó đồng hành cùng dân tộc, luôn tỏ rõ phương châm nhập thế, gắn bó giữa đạo và đời, phấn đấu vì mục tiêu mang lại hạnh phúc, an vui cho con người. Đến nay, trên con đường hội nhập và toàn cầu hóa của đất nước, Phật giáo với những giá trị minh triết cốt lõi của nó vẫn luôn đồng hành cùng với dòng chảy của thời đại. Trải qua nhiều biến động của lịch sử, từ một tôn giáo ngoại nhập, Phật giáo đã trở thành một nét văn hóa, tín ngưỡng của dân tộc. Và hơn thế nữa, đồng hành với sự hội nhập, phát triển của đất nước bằng những thành tựu cụ thể, Phật giáo đã thực sự hội nhập sâu rộng vào Phật giáo quốc tế. Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có mặt hội nhập với các hoạt động Phật giáo quốc tế. Chẳng hạn như chúng ta là thành viên sáng lập của Liên minh Phật giáo toàn cầu ở vai trò là đồng chủ tịch, rồi cố vấn và nhiều vai trò thường trực. Ngoài ra chúng ta cũng là thành viên sáng lập Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Thế giới, thành viên của Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc và nhiều tổ chức Phật giáo quan trọng khác trên toàn cầu. Tính hội nhập, tính phụng sự, tính đồng hành của Phật giáo Việt Nam với cộng đồng Phật giáo Thế giới như là một minh chứng cho thấy là các cái hoạt động Phật sự của Phật giáo Việt Nam ngày càng được lớn mạnh hơn và được thừa nhận với những giá trị cao quý hơn. Sự hội nhập và vươn tầm quốc tế của Phật giáo Việt Nam không chỉ thể hiện ở những đại lễ quốc tế mà còn ở chính sự nổ rộ các hoạt động hoằng pháp, các cơ sở thờ tự của Phật giáo ra bên ngoài, góp phần phục vụ đời sống tâm linh của cộng đồng, đông đảo bà con Phật tử, đồng thời truyền bá các giá trị tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam ra thế giới. Khoảng 5-7 năm trở lại đây thì ánh sáng của Đạo Phật bắt đầu lan tỏa và chiếu rọi đến với một số bà con mình ở khu vực Đông Âu. Từ những cái thủa là bà con mình không biết đạo nhiều cho đến giờ phút này đó là đã có được 5-7 cái trung ương hội Phật tử của các quốc gia. Riêng Cộng hòa Séc là đã có 14-15 cái chi hội Phật tử ở mỗi tỉnh thành. Chùa, chiền thì mọc lên cũng gần 10 ngôi.
chính sự hưng thịnh về cơ cấu tổ chức, nâng cao chất lượng trong hoạt động Phật sự và mở rộng về quy mô, phạm vi sinh hoạt, Phật giáo Việt Nam đã và đang là một nhân tố tích cực đóng góp cho nền minh triết Phật giáo toàn cầu nói riêng và cho sự phát triển hòa bình và hạnh phúc của thế giới nói chung. Khi nói về sự hội nhập của Phật giáo Việt Nam, thì thực tế Phật giáo Việt Nam giờ đã là Phật giáo thế giới. Tại sao lại như vậy? Bởi dù bạn đến nơi đâu cũng có thể gặp cộng đồng Phật giáo Việt Nam. Người Việt gắn với Phật giáo và Phật giáo là truyền thống không thể tách rời của Việt Nam. Phật giáo Việt Nam đã và đang đóng góp tích cực cho Phật giáo quốc tế. Hơn 1.000 vị khách quốc tế là lãnh đạo các giáo hội, hệ phái Phật giáo, cùng các học giả, nhà nghiên cứu Phật học và hơn 200 cơ quan thông tấn quốc tế và trong nước, cùng với gần 5 vạn tín đồ Phật tử về dự Đại lễ Phật đản Vesak 2014. Những con số đó không chỉ cho thấy sức hấp dẫn của một kỳ lễ hội văn hóa Phật giáo toàn cầu, mà còn cho thấy sự lớn mạnh, trưởng thành và hội nhập của Phật giáo Việt Nam vào dòng chảy Phật giáo quốc tế. Chủ đề xuyên suốt của Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak 2014 năm nay đó chính là Phật giáo đồng hành cùng các mục tiêu thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc. Vậy xin Thượng tọa cho biết Phật giáo Việt Nam đã có những đóng góp như thế nào cho đất nước trong việc thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc? Phật giáo chủ động và tích cực trong vấn đề xóa đói giảm nghèo, trong vấn đề an sinh xã hội. Cái công việc từ thiện của giáo hội Phật giáo Việt Nam có thể nói rằng là một cái thành tựu rất là lớn, mà cái đó đã được xã hội đánh giá rất là cao. Thế rồi thì Phật giáo cũng chủ động trong cái việc tham gia vào cái xã hội học tập để chúng ta đóng góp vào cái việc chúng ta phổ cập cái giáo dục và cho ở Việt Nam của chúng ta. Thế rồi thì đóng góp vào cái vấn đề là giải quyết các cái làm sao để mà chúng ta có sự phát triển bền vững trong tham gia vào các cái vấn đề bảo vệ môi trường bằng thông qua cái việc giáo dục các cái tín đồ Phật tử, giáo dục thế hệ trẻ. Đấy, chúng ta tham gia để bảo vệ cái môi trường xã hội và môi trường tự nhiên. Thưa Thượng tọa, một trong những chủ đề của Đại lễ Vesak năm nay đó chính là hồi ứng của Phật giáo về phát triển bền vững và thay đổi xã hội. Đây là một ví dụ cho thấy là sự gắn bó giữa đạo và đời của Phật giáo. Vậy xin Thượng tọa cho biết là hiện nay Phật giáo đã hồi ứng như thế nào để phát triển bền vững và thay đổi xã hội? Cái phát triển trong đạo Phật ấy là phải là cái phát triển bền vững, đem lại cái lợi ích chung cho tất cả mọi người. Nhưng nó đảm bảo cái sự ổn định, chứ không vì một cái mục tiêu đơn lẻ mà đánh mất đi những cái lợi ích lâu dài của cả một cái cộng đồng, của cả xã hội và trên toàn thế giới. Bởi vậy cho nên là từ cái giáo lý của đạo Phật, từ cái nhìn của đạo Phật để cho các nhà lãnh đạo chính trị, các nhà quản lý xã hội và kể cả các cái doanh nhân doanh nghiệp có một cái nhìn của mình trong cái tổng thể chung để đảm bảo cái hài hòa giữa cái lợi ích cá nhân và lợi ích của toàn xã hội. Qua đó mà chúng ta đạt được cái sự phát triển nhưng mà nó luôn giữ được cái sự bền vững. Lấy ví dụ như là nếu như một người mà có một cái triết lý Phật giáo trong quan điểm nhìn thì họ sẽ có cái nhìn khác về trong cái khai thác tài nguyên môi trường, trong các việc sử dụng cái lợi nhuận cho các mục đích khác nhau. Sự phân chia khác nhau, có kế hoạch của những giai đoạn dài hạn, của cái ngắn hạn, trung hạn, đấy thì đảm bảo được cái sự phát triển bền vững. Thưa thầy, đề cập đến một chủ đề khác của Vesak năm nay đó chính là xây dựng hòa bình và sự bình phục hậu mâu thuẫn. Vậy thì khi đề ra cái chủ đề xây dựng hòa bình thì Phật giáo muốn hướng đến cũng như là muốn nhấn mạnh đến cái việc mà giải quyết những vấn đề như thế nào? Trong cái hội thảo về cái việc xây dựng hòa bình và giải quyết các cái hậu mâu thuẫn thì các học giả cũng xoay quanh rất nhiều, khai thác từ cái tư tưởng triết lý của đạo Phật. Thế rồi thì làm thế nào để áp dụng vào trong cái đời sống xã hội? Đấy, cái tinh thần đó cần phải được thấu hiểu bởi các nhà lãnh đạo chính trị trên thế giới, phải được thấu hiểu giữa lãnh đạo các quốc gia, phải được thấu hiểu trong mối quan hệ giữa các quốc gia, vùng lãnh thổ, giữa các cộng đồng sắc tộc trong cùng một cái xã hội. Đấy, và các học giả thì cũng đã đặt ra những vấn đề thực tiễn xã hội hiện nay thì xảy ra rất nhiều các cái xung đột, nhưng mà cái thời sự nhất ấy, đó là những cái xung đột hiện nay đang xảy ra Ukraine và đặc biệt kể cả cái xung đột hiện nay mà ở miền Đông, mà mọi người thì cũng rất là phản đối cái chuyện là Trung Quốc ngang nhiên là đưa cái giàn khoan vào trong cái vùng lãnh thổ của Việt Nam, vào trong cái vùng đặc quyền của Việt Nam mà được Công ước Liên Hợp Quốc quy định. Cho nên là trong cái này thì tất cả đều tìm ra một cái giải pháp, là đưa ra giải pháp là gì, là cần phải ngồi lại với nhau
cần phải đối thoại với nhau trên cái tinh thần anh em, trên tinh thần hòa hợp vì cái lợi ích chung để đảm bảo cái sự ổn định trong khu vực. Thế và cũng tất cả đều thấy rằng cái hành động đó là sai trái và phải cũng cộng đồng Phật giáo thế giới cũng đưa ra cái lời kêu gọi chính phủ Trung Quốc làm sao để mà rút cái giàn khoan đó ra khỏi cái vùng lãnh thổ của Việt Nam, cái vùng biển của Việt Nam để đảm bảo đúng cái tinh thần của đạo Phật, và cũng kêu gọi là Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, tăng ni Phật tử Trung Quốc tham gia vào trong quá trình này để mà hòa giải, hòa hợp, để không chúng ta tránh những cái việc chiến tranh xảy ra. Thưa Thượng tọa, vấn đề môi trường là một vấn đề nóng của toàn cầu, có thể coi đó là vấn đề thời đại và đã được đưa ra thảo luận trong rất nhiều năm trở lại đây. Vậy thì khi Phật giáo tiếp cận với vấn đề về bảo vệ môi trường thì sẽ là từ những góc độ như thế nào ạ? Phật giáo thì tiếp cận với bảo vệ môi trường nó nằm trong cái bản chất giáo lý của đạo Phật. Bởi vì ngay từ những cái giới luật của đạo Phật như là cấm sát sinh đã thể hiện là đấy là chúng ta đảm bảo cái sự bền vững của môi trường. Vậy thì Phật giáo hiện nay á là tích cực giáo dục các cái tín đồ Phật tử và mọi người trong xã hội hãy tham gia cùng bảo vệ môi trường, đưa ra cái tác hại của cái việc mất cân bằng trong cái môi trường sinh thái. Thế rồi thì từ đó để mà khuyến cáo mọi người và kêu gọi mọi người tham gia vào cùng với toàn xã hội tham gia vào trong cái quá trình bảo vệ môi trường môi sinh. Thì không chỉ trên cái cơ sở lý luận mà trong cái đại lễ này còn thể hiện bằng cái thực tiễn. Đó là mình tổ chức một cái buổi trồng cây. Buổi trồng cây, thế rồi thì tổ chức cho các cái cháu sinh viên tình nguyện và những người trẻ tuổi tham gia vào cái việc nhặt rác bảo vệ môi trường. Nhặt rác để chúng ta gìn giữ được cái sự trong lành của môi trường. Đấy là bằng những hành động rất là thực tế để tham gia vào trong quá trình bảo vệ môi trường, chống các hiệu ứng nhà kính và cái sự hâm nóng toàn cầu. Xin Thượng tọa biện giải rõ hơn về giáo dục Phật giáo và chương trình cấp đại học. Hiện nay thì giáo dục Phật giáo ở Việt Nam đang được tiến hành như thế nào và cái quy mô sẽ tiếp tục được mở rộng ra sao? Nếu tâm của chúng ta an bình thì thế giới này an bình. Tâm của chúng ta mà bạo động thì thế giới này cũng trở lên bạo động và chiến tranh. Vậy cho nên giáo dục Phật giáo làm sao ấy, nhấn mạnh đến cái vai trò đó. Với một cái xã hội hiện đại mà khoa học kỹ thuật phát triển, công nghệ thông tin thì cái vấn đề giáo dục Phật giáo cũng cần phải thay đổi, nó phù hợp với xã hội nhưng nó vẫn gìn giữ được cái bản chất đó là gì? Đó là cái giáo dục nhân văn, giáo dục cái tâm của con người và hướng thiện. Quy mô của giáo dục Phật giáo thì với cái mong muốn là sẽ được mở rộng và phát triển và sẽ tăng cường cái sự giao lưu hợp tác giữa các trường đại học Phật giáo trên thế giới. Trong số các đại biểu quốc tế tham dự Đại lễ Phật đàn Liên Hợp Quốc Vesak năm 2014 lần này thì phóng viên chương trình Việt Nam và Thế giới đã có cuộc trao đổi với bà Katrinka Karinova, phó tổng biên tập tạp chí Tema của Bulgaria. Bà Karinova là tác giả cuốn sách Việt Nam con rồng cháu tiên, trong đó có những nhận định và hình ảnh về sự phát triển đa dạng hòa hợp giữa các tôn giáo của Việt Nam. Sau khi tham dự đại lễ Vesak lần này thì bà Karinova có suy nghĩ như thế nào về sự phát triển hòa hợp giữa các tôn giáo ở Việt Nam và chính sách tôn giáo của Việt Nam cũng như là vị thế của Phật giáo Việt Nam trong cộng đồng Phật giáo thế giới? Sau đây xin kính mời quý vị khán giả cùng theo dõi. Xin cảm ơn chị Karina đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi. Trong cuốn sách Việt Nam con rồng cháu tiên, chị đã viết rất nhiều chương về chủ đề tôn giáo của Việt Nam. Tại sao chị lại quan tâm tới chủ đề này như vậy? Tôi có điều kiện đi thăm Việt Nam một số lần. Tôi cũng rất chăm chú quan sát sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo của người Việt Nam. Một quốc gia có thể chia thành các tiểu vùng văn hóa chịu ảnh hưởng của các tôn giáo như văn hóa Phật giáo, văn hóa Thiên Chúa giáo, văn hóa Hồi giáo. Nét đặc biệt của văn hóa Việt Nam đó là sự hòa hợp và bản địa hóa của nhiều tôn giáo khác nhau. Tôn giáo là khởi nguồn cho vô số lễ hội của Việt Nam, mà mỗi một lễ hội đều là một bảo tàng văn hóa dân tộc. Đây cũng là lý do mà tôi cảm thấy thú vị và rất muốn viết về đề tài này. Là một nhà báo nước ngoài tới quan sát và đưa tin về Việt Nam thì chị có đánh giá như thế nào về vấn đề tôn giáo tại Việt Nam? Trước tiên tôi thấy rằng Việt Nam rất tôn trọng tự do tín ngưỡng. Đây là điều tôi quan sát và tận mắt chứng kiến trong các chuyến thực tế tại Việt Nam. Như lần tôi vào thành phố Hồ Chí Minh đi thăm nhà thờ ở đây, tôi thấy các đôi nam nữ chụp ảnh cưới rất nhiều ở trước cửa và bên trong các nhà thờ Thiên Chúa giáo. Họ rất vui vẻ, tự do mà không hề có ai cản trở những hoạt động này. Tôi cũng đã chụp lại và đưa vào cuốn sách của mình.
Thứ hai, các tôn giáo của Việt Nam rất hài hòa. Văn hóa Phật giáo, văn hóa Thiên Chúa giáo không hề xung đột mà còn cùng nhau tạo nên nét văn hóa của đất nước các bạn, góp phần rất quan trọng trong việc định hình lối sống, phong tục cũng như chuẩn mực giá trị văn hóa Việt Nam. Việt Nam cũng đang ngày một nâng cao vai trò của mình trong các hoạt động tôn giáo thế giới, nhất là khi lần thứ hai đăng cai tổ chức Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc Vesak 2014. Xin được cảm ơn những chia sẻ của chị. Phóng sự phía trên chúng tôi có trích dẫn những cái ý kiến của một nhà báo người Bulgaria, bà Karinova, viết về sự phát triển hòa hợp giữa các tôn giáo của Việt Nam. Vậy thưa Thượng tọa, ông đánh giá như thế nào về sự phát triển hòa hợp giữa các tôn giáo ở Việt Nam? Có một điều đặc biệt là khi mà bạn bè quốc tế đến Việt Nam ấy, thì thấy là trong một cái học viện Phật giáo Việt Nam ấy, thì có đầy đủ các cái màu sắc Phật giáo, tức là Đại thừa và Nguyên thủy Phật giáo là ngồi cùng trên một lớp. Cái đấy là thể hiện sự đoàn kết hòa hợp giữa các truyền thống Phật giáo với nhau. Và trong cái đại lễ Vesak năm nay thì trong cái lễ khai mạc ấy, thì có thể chúng ta nhìn thấy các tôn giáo bạn, các tôn giáo bạn như là Cao Đài, Hòa Hảo hay là các linh mục cũng đến tham dự trong cái đại lễ Phật Đản. Qua đó chúng ta thấy là một cái đời sống rất hài hòa Việt Nam, và cái đó có lẽ rằng cũng là một cái văn hóa của người Việt Nam chúng ta trên cái tinh thần hòa hợp, yêu chuộng hòa bình đấy, và sống chia sẻ với nhau. Cho nên là tất cả các tôn giáo Việt Nam thì phát triển rất là thân thiện trong cái tình huynh đệ anh em. Thì qua đó thể hiện được cái đời sống rất là tự do tôn giáo ở Việt Nam. Thưa Thượng tọa Thích Đức Thiện, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam. Vậy cái việc truyền bá và phát triển Phật giáo trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài hiện nay được thực hiện ra sao? Hiện nay thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam thì cũng đặc biệt rất là quan tâm đến cái đời sống tâm linh của bà con người Việt ở hải ngoại. Trong nhiều năm nay thì giáo hội cũng có những chuyến hoằng pháp ở nước ngoài, ở các nước trên thế giới, đặc biệt là cộng đồng người Việt Nam ở châu Âu. Thế rồi thì cũng đã xây dựng những ngôi chùa Việt Nam ở hải ngoại như ở Ukraine, rồi thì ở Pháp, ở Đức, ở Séc, vân vân. Thì cũng xây dựng những ngôi chùa Việt Nam và chăm lo cho bà con. Có thể nói rằng là đấy cũng là một cái vấn đề mà trọng tâm mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam đặt ra. Và tham dự cái đại lễ này thì cũng có rất nhiều các cái hội Phật tử Việt Nam ở hải ngoại đã về tham dự, bà con Phật tử về tham dự rất là hoan hỉ và rất là phấn khởi. Thưa quý vị và các bạn, như nhận định của Hòa Thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thì trong bối cảnh thế giới tiềm ẩn các tệ nạn, khủng hoảng, phức tạp chính trị, Phật giáo với lòng từ bi độ lượng, bất bạo động có thể đóng góp to lớn cho hòa bình và hòa hợp, và cụ thể là ngay tại đại lễ Vesak lần này. Và không chỉ dừng lại ở đó, thì thành công của đại lễ Vesak 2014 một lần nữa cho thấy sự hội nhập của Phật giáo Việt Nam với Phật giáo thế giới, đồng thời cũng một lần nữa khẳng định chính sách tự do tôn giáo đúng đắn, chính sách đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế của Đảng và Nhà nước ta. Xin chân thành cảm ơn Thượng tọa Thích Đức Thiện đã tham gia cùng chương trình. Dạ, xin cảm ơn. Trong tuần qua, báo chí thế giới đã đồng loạt đăng tải các tin tức và các bài bình luận về sự kiện Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan dầu HG-981 trong vùng biển thuộc thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, đồng thời va chạm với tàu của Cảnh sát biển Việt Nam và tàu kiểm ngư của Việt Nam. The Guardian của Anh cho rằng việc lắp đặt giàn khoan dầu của Trung Quốc với sự hộ tống của các tàu được trang bị vũ khí được coi là một trong những hành động khiêu khích nhất để Trung Quốc từng bước khẳng định chủ quyền của mình trên Biển Đông. Trung Quốc dùng tàu chiến đâm vào tàu Việt Nam là tiêu đề một bài viết trên trang Thế giới của Đức. Trang Thế giới cho biết, tại Biển Đông, các tàu chiến Trung Quốc đã đâm vào tàu của Việt Nam khi các tàu Việt Nam cố ngăn cản việc Trung Quốc đặt giàn khoan trong vùng biển nước này. The Wall Street Journal của Mỹ đưa tin về cuộc điện đàm giữa Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh với Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì. Trong cuộc điện đàm, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã nhấn mạnh việc Tổng công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc hạ đặt giàn khoan dầu và việc các tàu của Trung Quốc hoạt động ở khu vực này là vi phạm luật pháp quốc tế và chủ quyền của Việt Nam. Trang Bloomberg của Mỹ dẫn lời ông Lê Hải Bình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam,
Việt Nam kịch liệt phản đối bất cứ hành động nào xâm phạm vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam cũng đã gửi thư tới Tổng công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc yêu cầu đơn vị này dừng các hoạt động và dỡ bỏ giàn khoan trên Biển Đông. Bloomberg cũng dẫn lời trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách Đông Á-Thái Bình Dương Daniel Russell, không một quốc gia nào nên sử dụng sự ép buộc hoặc đe dọa vũ lực để khẳng định yêu sách của mình. Trang Z News của Ấn Độ đăng tải thông tin về các video cho thấy tàu Trung Quốc đã đâm vào tàu Việt Nam, cũng như dùng vòi rồng công suất lớn bắn về phía tàu của Việt Nam. Z News cũng dẫn lời Đại tá Ngô Ngọc Thu, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam rằng phía Trung Quốc đã nhiều lần thực hiện các hành động này trong những ngày qua. Việt Nam chưa có bất kỳ một hành động tấn công nào gần khu vực giàn khoan của Trung Quốc, cách bờ biển Việt Nam khoảng 220 km. Trong một buổi họp báo đặc biệt tại Hà Nội, Đại tá Ngô Ngọc Thu đã nói, lực lượng cảnh sát biển, lực lượng kiểm ngư chúng tôi đã hết sức kiên trì kiềm chế. Nhưng nếu tiếp tục đâm vào chúng tôi cũng sẽ có hành động tự vệ tương tự để đáp lại. The Globe and Mail của Canada thì viết, Việt Nam muốn giải quyết bằng các biện pháp hòa bình và không như Trung Quốc, Việt Nam chưa cử bất cứ tàu quân sự nào đến gần khu vực giàn khoan trị giá 1 tỷ đô la Mỹ của Trung Quốc. Trang Global Post của Mỹ đưa tin về buổi họp báo về tình hình Biển Đông do Trung Quốc tổ chức với sự tham gia của vụ phó vụ biên giới hải đảo Bộ Ngoại giao Trung Quốc Dịch Tiên Lương. Global Post viết, ông Dịch Tiên Lương cho rằng Việt Nam đã cử 35 tàu các loại đến hiện trường và cố ý đâm vào tàu Trung Quốc tới 171 lần. Tuy nhiên, phía Trung Quốc không đưa ra được bất cứ bằng chứng hay video nào cho cáo buộc này. The Wall Street Journal cũng đăng tải bài viết với tiêu đề Thủ tướng Nhật Bản chỉ trích Trung Quốc vì những căng thẳng tại châu Á. Bài viết đã dẫn lời phát biểu của ông Shinzo Abe tại trụ sở Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO. Đã có một loạt các hành động dựa trên đòi hỏi chủ quyền đơn phương tại Biển Đông tạo nên không khí cảnh giác giữa các nước trong khu vực. Nhiều báo của Nhật Bản như News 24, Fuji, Sankei đã đưa tin về bài phát biểu của ông Yoshihide Suga, chánh văn phòng nội các Nhật Bản về tình hình Biển Đông vào ngày 8 tháng 5. Ông Suga đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về căng thẳng trong khu vực bắt nguồn từ việc đặt giàn khoan trên Biển Đông của Trung Quốc. Ông Suga cho rằng đây là hành động khiêu khích đơn phương và bày tỏ mối quan ngại khi biết tin nhiều tàu của Việt Nam bị hư hỏng cũng như nhiều thủy thủ của Việt Nam đã bị thương. Hãng thông tấn Kyodo của Nhật Bản thì đưa tin về bài phát biểu của Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida vào ngày 9 tháng 5. Trong bài phát biểu của mình, ông Fumio Kishida cũng nhấn mạnh đây là hành động khiêu khích đơn phương của Trung Quốc và cho rằng Trung Quốc cần đưa ra những giải thích rõ ràng cho cơ sở các hành động của mình trước Việt Nam và cộng đồng quốc tế. Ông Fumio Kishida cũng đã bày tỏ thái độ ủng hộ Việt Nam. Liên minh châu Âu EU cũng bày tỏ lo ngại về an ninh khu vực Biển Đông liên quan đến việc hạ đặt giàn khoan HC-981 của Trung Quốc. Vào ngày 8 tháng 5, người phát ngôn của đại diện cấp cao EU Chris Mann đã phát biểu EU đặc biệt quan ngại rằng những hành động đơn phương có thể ảnh hưởng đến môi trường an ninh trong khu vực như đã được thể hiện trong các báo cáo về vụ va chạm gần đây giữa các tàu của Việt Nam và Trung Quốc. Trang Times, Colonist và National Post của Canada dẫn lời ông Jonathan London, một chuyên gia về Việt Nam tại Trường Đại học Hồng Kông, rằng Trung Quốc dường như đang cố tình góp mặt trong vùng biển này và buộc Hà Nội phải phản ứng. Chính sách của Trung Quốc mà theo tất cả mọi người trừ Trung Quốc là không có cơ sở pháp lý đã gây ra tình hình căng thẳng hiện nay. Hãng tin Reuters của Anh viết, việc hạ đặt một cấu trúc lớn như giàn khoan HG-981 tại khu vực này được giới phân tích đánh giá là một bước leo thang căng thẳng nghiêm trọng. Hành động này diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đang gia tăng các hoạt động ảnh hưởng ngoại giao và quân sự trong khu vực, khiến dư luận thêm lo ngại về nguy cơ xung đột có thể xảy ra. Phóng viên Greg Turrett của Reuters cũng có một cuộc phỏng vấn với học giả Ian Story, một nhà nghiên cứu về Đông Nam Á của Singapore. Trong đó, ông Ian Story cảnh báo việc hạ đặt giàn khoan của Trung Quốc đã đặt ra cho khu vực một viễn cảnh vô cùng nguy hiểm. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Quý vị có thể theo dõi lại chương trình trên website của Ban truyền hình đối ngoại Đài truyền hình Việt Nam vtv4.vn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.